Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Tám Như Không. Kiếm Tiền Tám Không Dễ, ở đây mang chương trình IRAP của Top Căng Sờ SC Top Căng này nè các bạn. Skit coi coi các bạn. Đầu tiên lý trường là các bạn bắn Lupta. Còn lý Lupta còn nó giao gì các bạn, bấm đồng do này đúp các bạn. Rồi các bạn bấm nút Submit DSN các bạn. Rồi các bạn join vào kênh group nữa các bạn. Rồi mình join gọi các bạn. Rồi bấm nút join các bạn. Rồi các bạn join vào channel của nó các bạn. Rồi mình join rồi các bạn. Mình bấm nút join các bạn. Rồi mình follow và retweet nó các bạn. Rồi lấy lại bộ profile link nha các bạn. Copy. Rồi mình theo dõi rồi mình ghi quyết lại rồi các bạn. Đem lấy bộ profile lên cái mình rồi bằng mã theo qua lên nè. Làm lấy gấp này rất dễ các bạn. Nãy mình đang làm từ cái máy đứng mất làm mất làm lại luôn. Sửa cái video cho mấy bạn. Rồi các bạn vào profile hết ta, profile. Rồi các bạn muốn chia sẻ các bạn. Rồi các bạn sao nhấp vào khai nhớ tạm các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Rồi các bạn mở bot Telegram lên lại các bạn. Các bạn bắt vào các bạn. Sao không ăn tờ qua này máy gì không biết cho ông bắt nhận các bạn. Rồi các bạn gửi các bạn. Rồi các bạn follow và retweet this bottom tag. Rồi các bạn vào đây các bạn. Retweet tục cần nó nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Thì quơ bị gì ta, nó không nổi ta.
Rồi các bạn like nó cái nè. Giờ các bạn tự quyết nó là cái nha các bạn. Giờ các bạn bấm nhận chia sẻ nha các bạn. Thiệt à. Rồi các bạn sẽ sao chép đến thay quên các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Còn bạn bắt Telegram lên. Bạn thông cảm các bạn, mình làm này. Mạng giao kỳ quá đi. Không phải là mình ai ai cũng vậy các bạn. Mà dán vào. Rồi các bạn gửi cho nó các bạn. À. Đợi người sai ta chỉ biết đít bơ rơm đít tắt câu hỏi bọn nó chết nghe không. Rồi các bạn bắt địa chỉ đợi dưới qua z nếu mình vô các bạn qua z.io. Rồi các bạn nào mà chưa có link thì đích cho phần link thứ nhất mình đăng ký một cái tài khoản các bạn. Các bạn mở với qua z.io của mình ra các bạn. Các bạn bấm vào chữ resend các bạn. Các bạn copy dòng này dòng chữ này các bạn. Bạn nào chưa có tài khoản thì đăng ký. Đầu tiên thì cái địa chỉ thì email mật khẩu giờ xác nhận mật khẩu đã xong rồi các bạn. Là có một cái địa chỉ ví nè. Dễ lắm. Các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn mở Telegram lên. Đăng bắt vào các bạn. Các bạn gửi các bạn. Để nó sẽ nó phản hồi trên tờ. Rồi. Rồi các bạn lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè người thân nha các bạn. Du link xin mời công nhận cho ta. Ba lần. Đi qua Z. Website thì qua. Tất cả này nó chưa cập nhật các bạn. Khi nào nó cập nhật là nó trả cho mình luôn các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Này rất dễ mà. Qua tờ sáng lặng cái video khó.